Hello, xin chào ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với kênh của Nhung Nara, Cuộc Sống Trung Quốc. Sáng nay thì em sẽ nấu món cháo bò. Dạo này thời tiết lạnh, cứ thích ăn cháo cả nhà ơi. Vừa ấm bụng vừa giải cảm mà lại còn dễ ăn nữa nè. Hôm nay em chia sẻ cách nấu cháo bò mà em thường nấu nha cả nhà. Trước tiên là em sẽ cho gạo lên rang cho nó vàng lên như vậy là được. Tiếp đó là em sẽ phi hành cho thơm, sau đó em cho nước vào. Cho cái thúng gạo rang hồi nãy vào nha. Lửa lớn để nóng nha cả nhà. Bò em thái rồi, em bỏ thêm một ít tỏi nha cả nhà. Em xay chung, xay nhuyễn nha. Xay xong rồi. Xay thịt xong thì em sẽ ướp một ít gia vị là muối, đường, hạt tiêu, hạt nêm và thêm một ít dầu ăn ha. Em ướp như vậy là để khi mà mình nấu cháo, mình thả thịt vào cháo, thịt sẽ không bị nhạt nè cả nhà. Cháo sôi và khi cái hạt gạo mình nhìn thấy nó đã nở, nó chín rồi cả nhà, thì em cũng sẽ nêm một ít gia vị vào cháo nha. Cho hành gò vô trên. Vậy là nồi cháo bò đơn giản của em đã hoàn thành rồi nè cả nhà. Bây giờ thì múc ra tô và thưởng thức thôi. Mời cả nhà cùng ăn cháo bò với em nhé. Chờ đợi mòn mỏi mấy ngày hôm nay thì cuối cùng cái đơn hàng giá treo đồ này cuối cùng nó cũng đã về rồi nè cả nhà ơi. Em mua cái giá này là giá 2 tầng, nó cao 1m8 mà bên dưới còn có một cái tầng để có thể phơi giày dép nữa. Tại em cứ để ý là ba mẹ chồng em mỗi lần giặt giày dép là cũng cứ vứt đại dưới đất gì đó, cũng không có chỗ để lên cho nó sạch sẽ cả nhà. Với lại quần áo cũng cứ vách vách vậy á, nên là cuối cùng em đã quyết định mua một cái giá như thế này. Với em cũng suy tính là tại vì mùa đông á thì áo khoác với lại mấy cái quần áo đều là dày với lại rất là dài, nên là mấy cái giá treo đồ giống như bữa em mua trên lầu á nó bị thấp quá, có hơn 1m5, 1m6 gì à. Treo mấy cái áo khoác mà mùa đông á là nó sẽ bị quệt xuống đất đó cả nhà, hoặc là mình lâu lâu mình phơi cái chăn cái màn á là nó hay bị quệt đất lắm, nên là em mới quyết định là sẽ chọn cho ba mẹ một cái giá nó cao hơn, cao 1m8, để ông bà có phơi chăn phơi màn hay là phơi quần áo cũng không có bị quệt dưới đất nè. Với lại vừa tầm với lại chiều cao của mẹ chồng em nữa cả nhà. Nhà toàn người cao á nên mua cái gì cũng cao và là vậy đó. Nhìn nó thấy mẹ làm cái gì cũng nhào vô hết lăng xăng lắm. Chứ mà không biết lớn lên rồi không biết có phụ giúp gì được tôi đây không trời ơi. Cuối cùng ông ba cũng đã xuất hiện rồi. Mừng quá trời luôn á, nãy giờ tưởng ông ba đi đâu á, kiếm mãi không thấy. Chứ một mình em mà lắp cái kệ này không biết nào mới xong luôn á cả nhà. Một mình không lắp được, tại vì phải có người đỡ đầu này đầu kia nữa. Tại vì cái kệ nó dài với lại nó to quá. Em mua cái kệ này dài 2m lận mà.
这是魔法，这不是量子。两层呢？拿去放胶，从这儿来这儿。中间还有我。这个两份就是向上面，往高处hai bà con vừa ráp vừa xem cái giấy hướng dẫn của người ta ráp cái nào trước cái nào sau á cả nhà, chứ mình ráp đại là nó không có vô khớp. Ở bên Trung Quốc giờ á, mọi người mua cái gì trên mạng cũng có hết á, từ bàn ghế, từ kệ giá này kia nọ, nói chung là đều là ráp hết trơn á. Mình mua về mình tự ráp không à. Tự nhiên em bị ghiền cái bộ môn lắp ráp này quá cả nhà. Kiểu nhìn mỏng manh yếu đuối vậy á, chứ hệ điều hành là Superman hả cả nhà hả. Mấy cái to tát hơn á thì em không làm được, chứ mấy cái linh tinh vạch vảnh này thì làm được hết á. Chợ dưới có thể phơi dép phơi giày được. Mua cao 1m8 á cả nhà. Thì treo quần áo dài cũng không có sợ bị quét nè. Ráp xong cái giá treo đồ á thì bây giờ em sẽ đi xử cái sợi dây này, cắt bỏ nó. Bây giờ thì ba chồng em đi lấy hàng rồi nên là mẹ chồng lại phụ nè. Em định là để vào sát trong tường á, nhưng mà mẹ chồng nói là ở trên đó có cái lỗ hổng á, mưa nó sẽ tạt xuống á cả nhà. Kiểu ba em làm cái dạng giếng trời á, nó to, nó rộng á, nên là nó bị mưa tạt vào cái chỗ này. Bây giờ là mùa mưa nên chỉ có thể để bên này thôi, còn để sát vào tường á thì mưa nó sẽ tạt ướt hết quần áo á cả nhà. Sau này em định là sẽ làm một cái tấm kính này che lại trên đó, kiểu như là lấy ánh sáng nhưng mà không có bị mưa gió tạt vào nè. Ta nói về đây ở rồi mới thấy á, đủ thứ vấn đề hết, chỗ nào cũng muốn sửa hết trơn á cả nhà ơi. Cắt bỏ cái sợi dây đi, treo đồ lủng lẳng đi là nhìn thấy nó gọn gàng hơn một chút rồi đó.拿这个100块两个，这比那肉多嘛，这啊，那拿两个嘛，那拿这。这都是买十一，5kg，哎，刚才5kg。哎，这狗杀人去了，砰砰砰！比如它跑出去，它咬人了咋办？杀人。看到它我就可怕了。有了，em đang ở vườn gà cả nhà. Mà con chó ở đây nó hung dữ quá, nhìn sợ ghê á. Nó xích rồi đó mà nó chạy ngoằn. Bình thường em gọi trước là ông chú ông giết sẵn rồi lên chị lấy rồi về liền thôi, mà bữa nay phải đợi tại vì chắc hôm nay là còn nãy có khách á, người ta tới mua nên là ông làm không có kịp. Chị thiên đến mải tua à?
没事，我打电话你就刷好了，现在打电话跑过来你没刷。那退一辆车了，辆车给他刷的。那你帮我快点。假期。Em đi mua gà, mấy bữa nay cũng thèm gà, với lại sẵn ngày mai chồng em về á, nên là mua cái gì đó nấu ngon ngon cho ông ăn nè. Đợi 10 phút đó thì gà cũng xong rồi. Bây giờ thì em đi về đây. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau nhé. Bye bye.